Ok, xin thân ái kính chào tất cả anh chị em đang theo dõi chương trình Facebook Live hỏi và đáp với lại luật sư Jennifer Hà. Hiện giờ thì mình đang phát sóng từ thành phố Salt Lake City, Utah và cũng hy vọng là anh chị share cái Facebook video này và kêu gọi tất cả anh chị em vào để mà nghe cái chương trình ngày hôm nay. Cách đây Jennifer cũng đã cố gắng làm một cái chương trình Facebook Live về cái sự thay đổi của luật di trú qua tân tổng thống Donald Trump, và ngày hôm nay thì hy vọng là mình sẽ không có vấn đề trục trặc gì về kỹ thuật để mà Jennifer có thể chia sẻ thêm với lại anh chị. Bây giờ mình sẽ chờ thêm một chút xíu nữa để mà một số anh chị em có thể tham gia vào cái chương trình này ha. Xin các anh chị share cái video này hoặc là hiện giờ theo mình được biết là Facebook Live nó có cái một cái option để mà mình có thể invite các bạn vào xem cái chương trình này. Mình chờ thêm một vài phút nữa ha. Bây giờ là 12:01 miền Đông Hoa Kỳ tại tiểu bang Utah. Bên Cali là 11 giờ trưa, New York là 2 giờ trưa. Thì anh chị cứ kêu gọi các bạn vào xem chương trình này thì mình nghĩ là có một số thay đổi về luật di trú có thể ảnh hưởng cộng đồng người Việt chúng ta, mặc dù Tổng thống Donald Trump đã tập trung nhiều về những cộng đồng từ Mỹ sang qua bên đây bất hợp pháp, nhưng mà sẽ có một số thay đổi thì cũng có thể ảnh hưởng cộng đồng người Việt chúng ta, và chúng ta nên biết để mà mình có thể phòng hờ trong cái thời gian sắp tới. Và đồng thời Jennifer cũng muốn trao gửi tất cả anh chị em một số thông tin về những cái thay đổi mà sẽ xảy ra tại Sở Di trú trong tháng 12 này. Cho nên nếu anh chị nào biết có bạn hoặc là người thân nào có vấn đề về di trú, xin kêu gọi họ vào cái chương trình này, hoặc là sau khi chương trình kết thúc thì xin anh chị share cái video này để giúp phổ biến những cái thông tin rộng rãi hơn. Rồi, ok. Thì để mà không tốn thời gian của anh chị thêm nữa thì mình xin bắt đầu vào chương trình ha. Mình tên là Jennifer Hà, là chủ của tổ hợp luật sư JLJ Law Group tại thành phố Salt Lake City, Utah, và văn phòng chuyên về vấn đề hồ sơ di trú, phá sản và thương mại và hồ sơ ly hôn. Trong cái thời gian gần đây có rất là nhiều anh chị em đã liên lạc với Jennifer để mà hỏi và được tư vấn về hồ sơ ly hôn hoặc là hình sự ở ngoài tiểu bang Utah. Nhưng rất tiếc là vì những cái luật đó là nó phụ thuộc ở cái tiểu bang mình đang sống, cho nên hiện giờ Jennifer không có nhận những cái hồ sơ ly hôn hoặc là hình sự ở ngoài tiểu bang Utah. Đương nhiên văn phòng vẫn có khả năng để mà nhận những cái bộ hồ sơ di trú và thương mại ở nhiều tiểu bang khác nhau. Nhưng mà nếu anh chị nào có bất cứ những cái câu hỏi gì liên quan tới những cái vấn đề đó thì anh chị vẫn có thể liên lạc với Jennifer, và Jennifer sẽ cố gắng tư vấn cho anh chị và hướng dẫn anh chị đi tới một cái người luật sư ở cái vùng anh chị ở để mà mình có thể giải quyết cái vấn đề này ha. Ok, so cái đề tài mà Jennifer muốn nói tới ngày hôm nay là về những cái thay đổi của tân tổng thống Donald Trump về luật di trú. Có nhiều khi khi mà mình theo dõi cái cuộc bầu cử, mình không có rõ ràng là những cái thay đổi này nó sẽ ảnh hưởng cộng đồng người Việt mình như thế nào. Và ngày hôm nay thì Jennifer sẽ nói sơ lược về 10 cái thay đổi mà ông Donald Trump, tổng thống Donald Trump muốn áp dụng sau khi mà ông ta nhận chức vụ vào tháng 1 năm nay ha, năm tới, vào giữa tháng 1 năm tới thì ông ta sẽ chính thức nhận nhận chức là tổng thống của Hoa Kỳ. Và mình cũng không có biết sau khi mà mình đọc sơ lược qua về cái kế hoạch của ông ta về những cái thay đổi của luật di trú, nếu ông ta có đủ nhân lực và tài chính để mà thay đổi hay không. Nhưng mà đối với cộng đồng người Việt của mình cũng nên biết. Thì cái điểm đầu tiên mà Tổng thống Donald Trump muốn thay đổi trong cái bộ luật di trú ở nước Mỹ Hoa Kỳ là ông ta muốn xây dựng một cái bức tường giữa nước Mỹ và giữa Mỹ.
À, vì ông ta cảm thấy là hiện giờ cái số lượng người đi đường bộ từ Mỹ sang qua bên Mỹ thì nó quá nhiều, và ông ta cũng đã đề cập tới cái vấn đề là bắt buộc nước Mỹ phải trả tiền chi phí này để mà xây dựng cái bức tường đó. À, thì hiện giờ mình không có biết là tổng thống ở bên Mỹ họ có chấp nhận với cái đề nghị này hay không. À, theo những cái thông tin mà được cập nhật thì hiện giờ tổng thống của Mỹ thì thấy cái sự đòi hỏi này nó quá xá là vô lý và nó rất là tốn kém. Và thật sự mình không có biết là hiện giờ với cái số lượng người mà đi đường bộ từ bên Mỹ sang qua Hoa Kỳ thì có với lại cái nước Mỹ nó rất là dài, đi từ từ Nam Mỹ lên tới Hoa Kỳ thì thật sự nhiều lối vào, cho nên với cái sự đề nghị xây dựng một cái vách tường thì mình thấy nó không có thực tế cho lắm. Nhưng mà đương nhiên để mà kêu gọi cái sự ủng hộ của những người cư dân ở đây và để mà thắng được cái lá phiếu thì đây là một trong những cái điểm mà ông Donald Trump đã đề nghị ra. Mình không biết là cái thời điểm mà ông Donald Trump muốn xây dựng cái vách tường này thì lại trong cái khoảng thời gian nào, nhưng mà thật sự đối với cộng đồng người Việt của mình thì phần đông là chúng ta không có bị ảnh hưởng bởi cái sự thay đổi này, tại chúng ta đi máy bay phải đi qua hải quan đi vào Mỹ, cho nên cái sự thay đổi này nó cũng không có ảnh hưởng gì tới cộng đồng người Việt của mình. Cái đề nghị thứ nhì mà sẽ ảnh hưởng tới cộng đồng người Việt của mình là ông tân tổng thống Donald Trump muốn tăng cái số lượng người lính hải quan. Hiện giờ ở nước Mỹ theo những cái thông tin được cung cấp là khoảng chừng 5 người lính hải quan thôi, cho nên thật sự họ không có đầy đủ nhân sự để mà họ đi bắt tất cả những người mà đang sống tại Mỹ bất hợp pháp. Theo đề nghị của ông Donald Trump thì ông sẽ tăng cái số tiền tài chính để mà ông mướn thêm những người lính hải quan, và với cái số lượng người lính hải quan thì có thể họ bắt đầu họ thay đổi cái chiến lược của họ bằng cách là hiện giờ họ vì cái số lượng nhân viên của họ quá ít, họ chỉ có tập trung để mà đi bắt những người mà đã được đi cảnh sát bắt rồi hoặc là đã phạm pháp, họ không có tập trung vào những người giống như cộng đồng người Việt của chúng ta mà sang qua bên đây ở quá hạn visa. Nhưng mà một trong những điều mà có thể xảy ra trong tương lai là nếu mà thật sự họ tăng cái số lượng người lính hải quan thì họ có thể kiểm tra lại tất cả những người mà đã vào Mỹ với visa như là visa du lịch, visa du học sinh và những cái visa khác, và những người mà đã ở quá hạn visa có thể bị những người lính hải quan này đi đi tìm kiếm và có thể họ trục xuất những người này. Cho nên những anh chị nào mà hiện giờ đang ở trong cái tình trạng đó thì cần phải hết sức cẩn thận bằng cách là nếu mà mình không có nên dính dáng gì tới vấn đề hình sự. Tại khi mà mình đã có tên ở trong những cái danh sách đó thì họ sẽ dễ dàng hơn cho những người lính hải quan này tìm kiếm mình. Trong năm 2014 2015 thì hải quan họ có một cái chiến dịch là họ đi tìm kiếm tất cả những người đã phạm pháp về vấn đề bạo lực trong gia đình, về vấn đề DUI tức là uống rượu rồi lái xe, và những người này họ đã bị bắt và bị trục xuất vì họ đã nằm ở trong những cái danh sách đó, và sở di trú và những cơ quan như là hải quan biết là những người đó đang sống ở đâu là vì họ đã đi ra họ xin một cái bằng lái xe, hoặc là ở tiểu bang Utah thì có một cái driving privilege card tức là một cái giấy phép để mà mình lái xe, khi mà mình đi ra mình xin một cái giấy phép lái xe thì đương nhiên là mình phải ghi rõ ràng địa chỉ của mình và mình phải cho tiểu bang Utah biết là mình đang sống ở đâu. Thì khi mà mình đã bỏ tên của mình vào những cái danh sách đó trong khi mà mình không có giấy tờ gì ở đây thì đương nhiên nó rất là nguy hiểm cho mình. Nếu mà anh chị nào nếu mà trong tương lai có cái sự thay đổi, có cái sự biến cố đó mà những người lính hải quan này đi tìm kiếm, đi đi bắt những người ở đây bất hợp pháp quá hạn visa, và nếu mà họ có tới nhà các anh chị thì mình cũng đưa một cái lời khuyên ha.
là mình không có cần trả lời bất cứ những cái câu hỏi gì của họ khi mà họ tới cửa của mình. Đương nhiên khi mà mình mở cửa và họ hỏi mình có phải là tên của người họ đang tìm kiếm hay không, thì mình chỉ cần phải xác nhận là mình tên gì thôi. Còn ngoài điều đó ra, mình không có cần phải cung cấp bất cứ những cái thông tin gì đó cho cảnh sát hoặc là cho cái người lính hải quan khi mà họ tới nhà mình. Mình phải yêu cầu ngay lập tức hai điều ha. Cái điều thứ nhất là mình phải yêu cầu là mình muốn nói chuyện với lại một cái người luật sư của mình. Anh chị cần phải liên lạc với lại một cái người luật sư ở cái vùng anh chị ở ngay lập tức nếu mà anh chị đã bị bắt vì vì hải quan tới nhà anh chị để mà bắt anh chị về cái tội ở quá hạn visa. Cái điểm thứ nhì là anh chị phải xin một cái người thông dịch viên liền. Tại vì một trong những cái sai lầm mà thường xảy ra trong tất cả những cái bộ hồ sơ hình sự hoặc là hồ sơ di trú là mình không có hiểu tiếng Anh, cho nên mình khai những cái điều bất lợi ra cho những người cảnh sát đó thì nó sẽ ảnh hưởng cái hồ sơ của mình ngay lập tức khi mà mình đi ra tòa. Cho nên anh chị phải nhớ là mình không có cần phải cung cấp bất cứ những cái thông tin. Và cái điểm thứ ba, hồi nãy Jennifer Wen nhắc tới là anh chị phải yêu cầu họ cung cấp cho anh chị một cái mãnh lệnh xét nhà, cho dù mình ở đây bất hợp pháp hay chăng nữa. Nếu mà họ muốn bước vào nhà mình để mà họ bắt mình hay là họ muốn kiểm tra bất cứ những cái gì ở trong nhà mình thì mình cần phải họ phải có một cái mãnh lệnh xét nhà từ tòa cấp ra, phải ghi tên của mình và địa chỉ của mình ở trong đó. Cho những người cảnh sát và những người lính hải quan này, họ không có thể tự động họ bước vào nhà của mình. Đương nhiên mình cảm thấy mình rất là lo sợ trong cái thời điểm mà họ đứng ngay cửa nhà của mình, nhưng mà mình vẫn có một số quyền lợi. Mình không cho phép họ vào nhà nếu mà họ không có những cái giấy phép đó. Cho nên anh chị lưu ý những cái điều đó. Nếu mà anh chị có người thân hay người quen đang trong cái tình trạng này, nên cung cấp những cái thông tin này cho họ để mà họ biết, để mà phòng hờ trước. Ok. Cái điểm thứ ba mà tân tổng thống muốn thay đổi là ông ta muốn là tất cả những doanh nghiệp phải xài cái chương trình E-Verify. Hiện giờ á, là E-Verify là một cái chương trình được thành lập bởi Sở Di trú, và tất cả những người chủ doanh nghiệp khi mà họ mướn một cái người nhân viên mới vào thì họ có cái quyền để mà họ xác nhận là cái người đó đang ở đây hợp pháp hay bất hợp pháp. Họ sẽ bỏ những cái thông tin của cái người nhân viên đó vào trong cái database, và cái database đó sẽ cung cấp những cái thông tin về di trú của cái người nhân viên đó. Đương nhiên hiện giờ cái chương trình đó nó không có là một cái chương trình bắt buộc, tức là nếu mà mình là chủ doanh nghiệp không có cái gì ép buộc mình sử dụng cái chương trình đó, coi như là voluntary. Nhưng mà một trong những cái điều mà tân tổng thống Donald Trump muốn thay đổi là phải ép buộc tất cả những người chủ doanh nghiệp phải sử dụng cái chương trình đó, để mà mình chỉ có mướn cái người chỉ có mướn cái người mà có giấy tờ để mà làm việc cho mình thôi. Mình không biết là ông ta sẽ ép chủ doanh nghiệp bằng cách như thế nào, hoặc là có đưa ra một cái số tiền tiền phạt gì cho những người chủ doanh nghiệp hay không. Nhưng mà đương nhiên như anh chị cũng biết là rất là nhiều anh chị em trong cộng đồng người Việt của mình là chủ doanh nghiệp, cho nên mình cũng nên lưu ý và theo dõi những cái thông tin liên quan tới cái vấn đề này. Tại chủ tiệm nail hay chủ tiệm nhà hàng hay là một số doanh nghiệp khác thì cũng có một số người cũng mướn những người ở quá hạn visa đang sống ở đây bất hợp pháp để mà làm việc cho họ. Và nếu mà họ bị phạt hay là bị cái sự kiểm tra gì bởi cái chương trình mới này của tổng thống thì có thể là bị thiệt hại rất là nhiều trong cộng đồng người Việt của mình. Khi mà Jennifer nhận bất cứ những cái thông tin gì về cái chương trình E-Verify này thì đương nhiên sẽ cập nhật những cái thông tin này cho quý đồng hương ha. Cái điểm thứ tư là tân tổng thống đề nghị là hiện giờ là sau khi ông ta nhận nhiệm kỳ thì ông ta sẽ bắt buộc là tất cả những người sống tại Hoa Kỳ bất hợp pháp sẽ được gửi về cái nước của họ. Trước đây trong cái thời kỳ 80, 90 thì có rất là nhiều, mình không biết nó là cái phong trào hay như thế nào, nhưng mà rất là nhiều người trong cộng đồng người Việt của chúng ta đã phạm pháp, tham gia vào băng đảng, phần đông là những người giới trẻ.
họ đã phạm pháp tham gia vào băng đảng và đã có cái lệnh trục xuất. Nhưng trong cái thời điểm đó thì nước Việt Nam không có nhận những người đó hồi hương trở lại, cho nên họ vẫn được quyền họ sống tại Mỹ và họ vẫn xin được cái giấy phép đi làm, cái work permit hàng năm để mà họ tiếp tục sống tại Hoa Kỳ. Thì tân tổng thống Donald Trump, cái đề nghị của ông ta là sẽ ép buộc những cái nước như nước Việt Nam, nước Lào, nước Cuba, một số nước không có nhận những người hồi hương, ông ta sẽ ép những người đó nhận những người phạm pháp tại đây. Không thôi ông sẽ ngưng cái việc bàn giao với họ, và ông sẽ có một số áp lực về vấn đề kinh tế với lại những nước đó. Đương nhiên mình không có biết là ông sẽ có hiệu 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 lực gì để mà ép những nước này nhận những người đã có lệnh trục xuất. Nhưng mà đương nhiên vì cái số lượng người Việt của chúng ta đang có lệnh trục xuất cũng khá là đông, cho nên mình cũng nên lưu ý về cái vấn đề này. Và những người đang trong cái tình trạng này cũng có thể, nếu mà trong cái thời điểm mà anh chị đã phạm pháp, mình có thể mình xin một cái lệnh, nó gọi là một cái lệnh cancellation of removal, tức là mình xin phép sở di trú ngưng cái lệnh trục xuất của mình bằng cách là mình phải chứng minh là mình đã cải thiện bản thân của mình có những cái người thân tại đây, mình có gia đình con cái, mình đã thành lập một cái cơ sở thương mại gì đó, tức là mình nên được là tiếp tục là một người cư dân tại Mỹ. Thì nếu mà từ cái thời điểm mà anh chị đã bị bắt và đã có cái lệnh trục xuất đó mà cái tình hình gia đình của anh chị đã thay đổi, thì anh chị vẫn có thể xin 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 cái thẻ xanh trở lại. Đương nhiên cái thủ tục để mà mình xin cái thẻ xanh trở lại và mình xin hủy bỏ cái lệnh trục xuất thì nó khá là lâu dài, và anh chị cần phải tìm kiếm một cái người luật sư ở cái vùng anh chị ở, vì mình phải đi hầu tòa rất là nhiều lần và mình phải cung cấp rất là nhiều bằng chứng về cái sự thay đổi cải thiện bản thân của mình cho tòa thấy là mình hiện giờ là một người cư dân tốt. Và đồng thời sẽ tốn kém rất là nhiều trong cái thời gian mà mình xin cái lệnh cancellation of removal đó. Anh chị dự trù là sẽ tốn kém cái tiền lệ phí luật sư là khoảng chừng 15.000 cho tới 20.000 trong cái vấn đề đó. Nhưng mà nó rất là xứng đáng nếu mà anh chị đã có gia đình tại đây, anh chị có cơ sở thương mại và anh chị đã thật sự cải thiện bản thân của mình ha. Nhất là với tân tổng thống, nếu mà mình có thể làm bất cứ những cái điều gì để mà mình tiếp tục mình ở lại hợp pháp, thì đó là cái phương pháp tốt nhất để mà mình không có bị ảnh hưởng bởi những cái thay đổi của tân tổng thống Donald Trump. Cái điểm thứ năm của về cái sự thay đổi về luật di trú của tân tổng thống Donald Trump là hiện giờ ông ta hiện giờ theo theo cái thủ tục của sở di trú và những người tại hải quan, nếu mà họ bắt những người đang sống tại Mỹ bất hợp pháp, thì thường họ sẽ bắt xong rồi họ sẽ thả những người đó ra sau khi họ lăn tay. Cái này là đặc biệt cho những người từ Mỹ họ sang qua bên đây bất hợp pháp, thì thường họ sẽ bắt họ xong lăn tay rồi xong họ sẽ thả họ ra liền, và cái người đó họ thường họ sẽ tái phạm lại. Nhưng mà đối với lại tân tổng thống thì ông ta cảm thấy là cái phương pháp đó không phải là cái phương pháp tốt để mà ngăn ngừa cái vấn đề những người này họ trở lại. Cho nên tân tổng thống Donald Trump đề nghị là khi mà một người đã bị bắt rồi bởi sở di trú, họ sẽ không có được thả ra và tự động trở về nước nữa. Tân tổng thống sẽ muốn là đích thân chính phủ Hoa Kỳ sẽ đưa những người đó trở về cái nước của họ, trở về Mỹ ha. Thì hoặc là nếu mà có những cái người từ nước ngoài không phải là Mỹ, ông tân tổng thống đề nghị là ông sẽ xài những cái khoản phí nào để mua vé máy bay để mà gửi những người đó về nước của họ. Thì đó cũng là một trong những điều mà cộng đồng người Việt của chúng ta cần phải lưu ý, nếu mà họ đã chịu đầu tư về những cái lệ phí để mà gửi những người này về Việt Nam, thì mình cũng phải lưu ý và theo dõi nhiều cái thông tin về cái vấn đề này. Cái điểm thứ sáu là hiện giờ có một số thành phố
họ thật sự họ không có truy cứu về cái vấn đề giúp cảnh sát hoặc là giúp hải quan tìm kiếm những người ở đây bất hợp pháp. Những thành phố giống như là Texas, Cali, Arizona là những cái thành phố rất là nhiều người người Việt, người Mỹ hoặc là một số những người sang qua bên đây sống bất hợp pháp, thì họ đóng góp rất là nhiều cho những cái thành phố đó. Một trong những cái điều mà ông tân tổng thống đã đe dọa với lại những cái thành phố đó rồi là ông sẽ cắt tất cả những cái tiền federal grant tới những cái thành phố đó nếu mà họ không có cộng tác với lại cảnh sát để mà đi truy luồng những người sống bất hợp pháp. Thì hiện giờ mình không có biết là ông ta có khả năng để mà làm cái điều đó hay không, tại đương nhiên cái tiền ngân khoản là do quốc hội cấp ra. Cho nên hiện giờ với cái quyền lực của tân tổng thống thì có thể là ông đề nghị cái điều đó cho quốc hội thôi, nhưng mà quốc hội vì họ là những người đại diện của từng tiểu bang thì có lẽ họ sẽ không có tuân theo cái lệnh của tân tổng thống và họ không có cắt những cái số tiền đó tới những cái tiểu bang đó. Cái điểm thứ bảy, cái điểm này là cái điểm anh chị rất là cần phải lưu ý và nó sẽ ảnh hưởng người Việt của mình rất là nhiều. Là ông ta sẽ muốn phạt những người mà ở quá hạn visa. Thì đối với cộng đồng người Việt của mình, đây là một cái tỷ lệ của những người đang sống tại Mỹ nó khá là cao. Trước đây thì một người sang qua bên đây với lại visa du học sinh, visa hôn thê, hôn phu mà không có kết hôn với lại cái người bảo lãnh họ qua, thì thường mình sang qua bên đây với lại cái visa đó và mình ở quá hạn visa và tiếp tục làm ăn, làm công việc ở đây thì thật sự mình không có cái hậu quả gì cả. Trên thực tế là vậy. Mình mặc dù mình không có giấy tờ nhưng mà nếu mà mình không có phạm pháp thì thật sự cũng không có ai lưu ý tới mình vì không có đủ nhân lực để mà đi tìm kiếm những người giống như anh chị trong cộng đồng người Việt của mình. Nhưng mà theo những cái thông tin của tân tổng thống cho thấy đó là tân tổng thống Donald Trump đã đề nghị là những người mà hiện giờ ở đây quá hạn visa sẽ không những là họ chỉ vi phạm luật di trú thôi, nhưng mà ông muốn tạo ra những cái luật khác để mà bắt những người này, tức là mình sẽ bị phạm hai tội, tội di trú là một tội nhưng mà cái tội hình sự là những cái tội khác mà ông ta muốn đề nghị để mà phạt những người ở quá hạn visa và có thể bị phạt tù. Tù ở trong cái không phải là trong tù di trú nhưng mà tù của tiểu bang, tù hình sự của tiểu bang. Hiện giờ cái đề nghị này thì mình cũng không có biết là nó có khả quan hay không. Vì cái khả năng của tân tổng thống để mà đi tìm kiếm những người ở quá hạn visa nó cũng sẽ chiếu vào cái số nhân lực mà ông ta có và với cái số tiền tài khoản mà hiện giờ sở di trú và Hoa Kỳ đang có để mà mướn những người hải quan thì thật sự mình cảm thấy là nó không có thực tế cho lắm. Và họ đã đi bao nhiêu năm với cái số lượng lính hải quan này và mình không có nghĩ là trong cái thời gian trong 4 năm sắp tới là tổng thống Donald Trump có cái khả năng để mà hoàn toàn thay đổi nhiều như vậy. Đương nhiên nếu mà mình cần phải phòng hờ lưu ý, nếu mà hiện giờ anh chị có một cái phương pháp nào để mà anh chị có thể tiếp tục ở lại hợp pháp thì anh chị cần phải tiến hành ngay cái bộ hồ sơ đó. Những anh chị nào mà hiện giờ đang có vợ hay chồng có thẻ xanh hoặc là có quốc tịch thì mình nên, nếu mà bữa giờ mình chần chờ vì mình không biết là nên làm hồ sơ hay không thì mình nên tiến hành hồ sơ ngay lập tức, hoặc là nếu mà anh chị đã là một người nạn nhân của vấn đề bạo lực trong gia đình hay là đã giúp trong cái vấn đề điều tra gì bên đi cảnh sát, cũng có một số visa mà anh chị có thể xin được để mà mình tiếp tục mình ở đây hợp pháp. Nếu anh chị nào có thân nhân có thể bảo lãnh anh chị thì cũng có thể mình có thể xem coi có những cái phương pháp nào để mà giúp anh chị hay không. Nói chung á, là đây là một cái thời điểm rất là quan trọng để mà mình tìm mọi cách để mà mình lấy giấy tờ ở lại, vì mình không biết là tân tổng thống
sẽ aggressive như thế nào để mà tiến hành về kế hoạch của ông ta. Cái điểm thứ 8 mà tân tổng thống muốn thay đổi, cải thiện về vấn đề luật di trú là tân tổng thống muốn là những người lính hải quan làm việc trực tiếp với lại cảnh sát ở địa phương khắp mọi nơi. Hiện giờ hai cơ quan đó thật sự họ không có cộng tác nhiều, họ không có chia sẻ thông tin với nhau và họ không có cách thức nào để mà họ coi như là không có cách thức nào để mà họ cộng tác với nhau một cách suôn sẻ. Và Tổng thống Donald Trump muốn là tất cả những cái thông tin giữa những cơ quan được chia sẻ chung với nhau hết, để mà khi một cái người cảnh sát họ bắt một cái người mà họ tin là đã sống ở đây bất hợp pháp thì những cái thông tin đó sẽ được gửi tới hải quan liền. Đó là cái sự thay đổi thứ 8. Và cái điểm thay đổi thứ 9 là ông ta muốn là những người ở đang sống tại Mỹ bất hợp pháp, mà nếu mà họ sanh con đẻ cái ở đây thì những người con của họ không có quốc tịch. Đương nhiên cái điểm này là cái điểm là mình thấy là ông sẽ không có thành công để mà thay đổi. Vì cái vấn đề sinh đẻ tại Mỹ và lấy được quốc tịch Mỹ là nó nằm ở trong Constitution của nước Mỹ, là một trong những cái điểm quan trọng nhất của một cái người cư dân tại đây để mà thay đổi và có một cái sự constitutional amendment thì thật sự nó rất là hiếm hoi. Và trong cái thời gian vừa qua rất là ít tổng thống có thể thay đổi nguyên cả cái constitution, cho nên anh chị vẫn yên tâm là hiện giờ nếu mà anh chị đã có con cái tại đây, mặc dù anh chị bất hợp pháp, con cái của anh chị vẫn giữ được cái quốc tịch của họ. Nói tới cái vấn đề quốc tịch và con cái thì cũng có một số anh chị em hỏi mình về cái vấn đề này, thì sẵn đây mình cũng trả lời luôn là nếu mà anh chị có con cái mà con cái của anh chị có quốc tịch Mỹ, họ không thể bảo lãnh cho anh chị cho tới khi mà họ 21 tuổi ha. Cho nên mình không có thể trông cậy vào cái vấn đề đó để mà mình lấy giấy tờ gì tại đây. Rồi thì cũng khá là nhiều sự thay đổi của tân tổng thống và mình sẽ tiếp tục mình theo dõi tất cả những cái thông tin này để mà cập nhật cho anh chị thật nhiều nếu mà tân tổng thống thật sự áp dụng những cái thay đổi này. Nhưng mà một điểm đặc biệt mà mình đã cảm thấy quốc hội đã phản ứng với lại những cái thay đổi của tân tổng thống Donald Trump. Trước đây khi mà tổng thống Obama đã nhận nhiệm kỳ thì ông ta đã đưa ra một cái chương trình gọi là DACA. Nếu mà anh chị chưa nghe tới thì nên tìm hiểu thêm ha. DACA là một cái chương trình cho những người đã qua Mỹ mà hiện giờ sống đây bất hợp pháp mà đã được cha mẹ dắt vào trước khi mà họ lên cái tuổi 16 tuổi. Thì cái trường hợp này nó xảy ra trong cái trường hợp gì? Thí dụ như anh chị qua đây với diện hôn thê, hôn phu và anh chị đã dắt con cái của anh chị sang qua bên đây thì đương nhiên là nếu mà bé đó dưới 16 tuổi thì họ không có cái sự quyết định. Thì đối với Tổng thống Obama, ông ta cảm thấy rất là tội cho những người này và ông ta đã tạo điều kiện cho những người trẻ này lấy được cái work permit và lấy được giấy tờ để mà tiếp tục đi học hoặc là đi làm tại Mỹ. Thì một trong những điều mà tân tổng thống Donald Trump đã đề nghị là ông ta muốn làm là muốn ngưng ngay lập tức cái chương trình này. Đương nhiên trong cái tuần vừa qua quốc hội đã có một cái phản ứng rất mạnh với cái sự cái sự đề nghị này và họ đã đưa ra một cái bộ luật hiện giờ đang được bàn thảo trong quốc hội để mà giữ cái chương trình này cho những người trẻ mà đã sang qua bên Mỹ bất hợp pháp. Và mình tin chắc là quốc hội cũng sẽ giúp cộng đồng của chúng ta và cộng đồng người Việt chúng ta nói chung và tất cả những anh chị em nào đang cư ngụ tại đây mà không có giấy tờ nói riêng để mà họ giảm bớt cái sự ảnh hưởng của tổng thống Trump trong cái vấn đề này. Nhưng mà hiện giờ nếu anh chị nào mà có mà đã dắt con qua bên đây mà những người trẻ đó không có giấy tờ thì sẽ rất là nhiều phương pháp để mà mình xin giấy tờ cho những người trẻ đó. Cái điều kiện dưới cái chương trình DACA này là cái người trẻ đó họ phải sang qua bên Mỹ trước cái năm họ 16 tuổi,
họ phải dưới 30 tuổi, bây giờ trong cái giây phút mà họ xin giấy tờ, họ phải có mặt ở tại Mỹ vào ngày, nếu mà mình nhớ không lầm là vào ngày 15 tây tháng 6 2014 hoặc 2015 gì đó, mình sẽ check lại với anh chị. Và hiện giờ và họ chưa hề rời khỏi nước Mỹ. Nếu mà con cái của anh chị có đang trong cái tình trạng đó thì xin liên lạc lại ngay lập tức với Jennifer để mà mình có thể giúp các cháu lấy được cái những cái giấy tờ để mà họ có thể học hợp pháp tại đây. Rồi ngày hôm nay cái chương trình nó cũng khá là dài, cũng rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi chương trình Facebook Live hỏi và đáp với lại Jennifer. Và mình biết là rất là nhiều anh chị sẽ có những cái câu hỏi sau khi nghe những cái chương trình này, và mình sẽ cố gắng trả lời tất cả những cái câu hỏi của anh chị qua Facebook. Nếu mà anh chị có những cái câu hỏi gì trực tiếp hơn hoặc là muốn đặt hẹn với Jennifer thì có thể liên lạc với Jennifer qua số điện thoại 801-864-0307, và trợ lý của Jennifer sẽ sắp xếp ngày giờ để mà mình có thể trò chuyện thêm về chi tiết liên quan tới cái hồ sơ của anh chị. Rất cảm ơn anh chị đã theo dõi chương trình và chúc các anh chị một ngày làm việc an lành. Hẹn gặp anh chị trong những cái chương trình sắp tới. Cảm ơn anh chị. Bye bye.